Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương. Tôi thì năm 25 tuổi, gọi đông phòng ông thì 59 tuổi. Ông ấy thì sinh lý ông đòi hỏi cao nên là tôi thì cắt tử cung rồi, mà cái sinh lý là tôi nó hết rồi, nó hết luôn này, cho nên là giờ tôi không chịu được. Ông nói là nếu mà không đáp ứng được thì cho mua cái con búp bê tình dục hay là cái đồ tình cái gì bằng đồ chơi giả đấy cho ông ấy. Nhưng mà tôi hỏi chương trình là có lên mua cho ông ấy không hay là để cho ông đi ra ngoài giải quyết ạ. Rồi, thế làm sao mà chị lại phải cắt tử cung rồi? Dạ bị u ạ. Thế hả, cắt lâu chưa? Cắt được 4-5 năm rồi. À, tức là cắt cái thời 50 tuổi đúng không? Thế con cháu lớn chưa? Có cháu nội cháu ngoại hết rồi. Thế hả? Ông ấy vẫn hưng ngực à? Ông 60 tuổi vẫn hưng ngực à? Vâng, khỏe lắm, vẫn 5 giờ nên là mỗi lần đi ngủ tôi nhìn ông tôi hãi lắm luôn ấy. Mà ông ấy thì lần nào đi ngủ tôi cũng chỉ muốn trốn ấy, mà ông không chồng của riêng, ông cứ bắt ngủ chung. Ông cứ ngủ chung ông có đòi hỏi không? Đòi hỏi chứ, nên là chịu không nổi, nên là giờ ông bảo nếu không chịu thì phải mua cái đồ giả cho ông ấy. Mà không mua đồ giả thì ông đi ra ngoài, thì giờ tôi cứ đang băn khoăn là không biết như thế nào. 60 tuổi rồi mà thế à? Vâng. Tức là cái nhu cầu của ông ấy từ trước đến nay đều thế à? Hay là bây giờ mới đốn đời ra thế? Bây giờ ông uống rượu nhiều á, nên là mỗi lần uống rượu là ông như vậy đấy. Thế à? Lần nào mà không có rượu thì lại không có ạ. À, thế nên à? Là cho ông uống rượu gì đấy? Mà sao mà ấy thì cho ông uống say hẳn đi thì là nằm thẳng co đơ thì hết chuyện nhu cầu. Chứ là say hẳn thì sợ ông ấy chết toay đấy là... Chết làm sao ông được? Ông ngâm ba cái đủ thứ cái gì đâu ấy, ông ngâm hàng 6-7 cái bình rượu to lắm để góc nhà đấy. Chả cái gì đâu, có lần uống ở đấy ông kinh lắm luôn. Tí nữa hỏi ông xem ông ngâm cái gì nhá. Thế xong rồi gọi đến chương trình chia sẻ với tôi một chút. Dạ. Tôi về tôi ngâm. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhá. Xin mời chị. Vâng Hải ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng ạ, chào chị ạ. Vâng. Hồi đấy mình cắt tử cung thôi, còn buồng trứng với phần phụ có ảnh hưởng gì không chị? Buồng trứng của em vẫn còn chị ạ. Dạ. Yeah. Vâng. Thực ra thì mình cũng 55 tuổi nhưng mà buồng trứng của mình vẫn còn ý. Thì nói chung là nó không thể lần nào như là cái lúc bình thường, lúc trước 40 hay là lúc mình chưa cắt tử cung được, nhưng mà mình vẫn có thể thực hiện được cái việc quan hệ tình dục, đúng không ạ? Wow. Thì cái buồng trứng mà nó còn ý, thì các cái nội tiết của nó không thể nhiều như trước, nhưng mà nó vẫn còn có thể hoạt động được. Cho nên là tại vì là bây giờ là chị đang bị tâm lý chị sợ quá. Mỗi lần ông ý quan hệ tình dục có thể khiến cho chị đau, hoặc là chị không thể đáp ứng được cái nhu cầu của ông ấy, làm cho chị bị sợ và nó thành cái vòng luẩn quẩn. Chị càng sợ thì nó càng co thắt lại, rồi nó lại càng làm cho chị trốn tránh ông ấy và làm cho ông ấy càng khó chịu. Chính vì thế mà hiện nay thì cái tình trạng nhà chị là chị không đáp ứng được cái nhu cầu của anh này. Vâng, và đúng như là chị nghĩ, nó chưa dừng lại ở đây đâu ạ. 61, 62, đàn ông ấy, người ta chẳng biết đến lúc nào là người ta hết hẳn, trừ lúc người ta chết. Nó chỉ càng lớn tuổi nó chỉ giảm đi thôi, chứ nó cũng không phải là nó hết hẳn hoàn toàn. Trừ khi mà mắc những cái bệnh liên quan đến nam khoa, hoặc là mắc nhiều những cái bệnh mãn tính khác, có thể là nó ảnh hưởng tới cái chức năng quan hệ tình dục. Chứ còn nếu như ông ấy mà không có bệnh tật gì rồi là ông ấy vẫn khỏe mạnh thì ông ấy vẫn còn đòi hỏi chị ạ. Nhá. Vâng, đúng rồi. Cho nên là bây giờ thì thôi thì tôi nghĩ thế này. Trong nhiều cái hại mình chọn cái nó đỡ hại hơn thì nó tốt hơn chị ạ. Vâng. Nếu như mà mình có thể chọn được cái địa chỉ, mình mua được cái đồ chơi tình dục cho ông ấy mà nó tốt, nó đảm bảo an toàn, thì tôi nghĩ là tốt hơn rất nhiều việc mình để cho ông ấy đi ra ngoài, ông ấy quan hệ với người khác. Khi ông ấy quan hệ với người khác, không những nó là bệnh tật, rồi nó là rất nhiều những cái điều kiện nguy cơ khác, nó về nó có thể lây bệnh sang mình chẳng hạn, hoặc nó có thể ảnh hưởng tới cái tinh thần của chị. Chưa kể nhiều cái hệ lụy kéo theo nữa,
biết đâu rồi ông ấy lại quan hệ với người khác, rồi người ta lại chen chân vào nhà chị, rồi là người vân vân. Nó có nhiều những cái bài học mà mình đã thấy rồi. Vậy vì trong rất nhiều cái hại thì mình có thể chọn cái đỡ hại hơn chị ạ. Nhá. Tùy ông ấy, cho ông ấy lựa chọn cái việc đấy. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà sử dụng đồ chơi tình dục được mà tốt, ông ấy thì còn hơn rất nhiều là ông đi quan hệ với những đối tượng khác, đặc biệt những đối tượng có nguy cơ cao. Không biết là ý kiến của anh Toàn về cái chuyện này là như thế nào? Anh có đồng ý với quan điểm của bác sĩ Hoàng Thúy Hải không ạ? Vâng, thứ nhất thì chào chị. Vâng, chào anh ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã chia sẻ rồi. Trong mấy cái phương án thì tốt nhất là không để cho ông ấy đi cái phương án mà đi ra ngoài lung tung, vừa lây bệnh vừa có những hệ lụy khác. Thì bác sĩ Hải nói là cứ thà rằng cho ông ấy cái búp bê tình dục. Thật ra thì không biết chị đã nhìn thấy con búp bê tình dục ấy bao giờ chưa. Nhưng mà thứ nhất là nó cũng đắt đấy ạ. Mà cũng không phải là bán ở chợ đâu để mà mua. Cũng đặt ở chỗ nọ chỗ kia, nó từ ở nước ngoài nó chuyển về cũng, nếu mà để nó khá khá một tí, nó có chất lượng một chút là cũng vài trăm đấy, chứ không phải vài trăm triệu ấy. Cho nên là tội gì. Này, cái con búp bê mà nó còn làm được, mà mình chả lẽ mình là người thật mà mình không làm thay con búp bê ấy. Này, tôi nói thật chứ, chị cứ mua cái kem bôi trơn ấy, chị bôi vào tay mình ấy, xong chị vuốt cho ông ấy. Chị làm thế bao giờ chưa? Em một lần em mua cái âm đạo giả rồi, cho ông ấy dùng, ông dùng rồi mà nó dùng nhiều quá nó đã tét ra thế nào. Đúng rồi, cái đồ giả đó làm được ba cái nó tả tượi ra. Không, mình hãy làm thành người giúp chồng đạt được khoái cảm. Mình đi học cái lớp đông y, đông tây y gì đấy, so bóp bấm huyệt, xong rồi đến cái phần chỗ kia thì là mình có thể hoàn toàn nói theo kiểu nữa, tức là thủ dâm ấy mà. Thủ là tay, dâm là dâm dục, làm cái trò dâm dục bằng tay ấy. Cho ông ấy, đôi khi đàn ông hứng lên rồi uống mấy chén rượu mật gấu với rượu nọ, rượu kia, ngâm đủ kiểu như ông, có khi hai xoa ba đập là xong, là ông ấy nhẹ cả người đi. Vậy là mình đỡ phải tốn tiền mà mình cũng an toàn. Ông em ngắt lời anh, ông uống rượu vào ông khỏe, ông lâu lắm nên mà em thì khi nào vẫn đi làm đấy, là về đến nhà em mệt mỏi, muốn làm cái thứ đấy mệt, em chỉ muốn ngủ thôi. Thế mình không làm được thì mình nhờ cái con búp bê nó làm vậy. Chị mệt lắm rồi chị còn đi làm, thôi thì em giúp chị thì mất mấy trăm thì chị bù vậy thôi. Thế thì thường thường những người mà phụ nữ người ta có cái hiểu biết khéo léo một chút thì người ta cũng không thích cho chồng mình quan hệ với búp bê, bởi vì ông ấy đi đâu khuất mắt. Chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng mình nằm cạnh ông mà ông cứ nhảy chồm chồm lên cái con búp bê thì mình cũng không thấy khó chịu. Thì thật ra dùng tay cũng là một hình thức quan hệ vợ chồng mà. Rồi tôi thì tôi nghĩ rằng là cách nào thì cách, nhưng mà cái cách mà cho ông ấy đi ra ngoài tìm gái mại dâm thì không nên chị nhé. Xin chào chị, cảm ơn hai chuyên gia. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Lạng Sơn. Lạng Sơn nghe đây. Dạ vâng, chào bạn. Vâng, xin chào anh Thành Văn. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Thì tôi kể một cái câu chuyện thế này, thì trước kia là cũng có quen một cái người và cũng cùng cảnh kiếm thị. À, anh là người kiếm thị à? Vâng. Dạ, thì nói năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thì tôi cũng thật lòng với cô ấy đấy, nhưng mà chưa gì thì chưa đến nào thì đến lúc cô ấy đã chưa gì, cô ấy đã cứ đòi hỏi là phải có đất đai nhà cửa. Rồi, tốt quá. Thế thì tôi bảo cái này thì cái này thì tôi cũng bảo là từ từ thôi. Từ từ đến bao giờ? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay tôi 45 rồi. 45 tuổi, thế là quen một cô cũng khiếm thị, tức là hai người khiếm thị quen nhau đúng không? Vâng, thế là, thế là quen nhau được mấy năm rồi? Không được, thế là cô ấy bắt đầu chia tay. Rồi. Vâng. Chia tay rồi thì làm sao? Thế bây giờ là một ở ngay cùng quê, ngay gần gần nhà đây. Rồi, vâng, có cô ấy cũng là người bình thường. Dạ, cô ấy không khiếm thị. Tôi cũng thích, tôi cũng mến cô ấy lắm. Dạ, vâng. Cô ấy cũng mến nhưng mà chả biết là cái thái độ của cô ấy gì thế nào. Đấy, lúc nào về thì cứ thấy về là bắt đầu là cô ấy lại đến chơi đấy. Và anh hay đi làm ăn xa
đi làm ở thôi thì cũng cũng đi làm ở ngay gần gần đây thôi, nhưng mà nhiều lúc về thì cô có hay đi chơi. Rồi cô hay đến chơi, thế còn khi anh đi làm ăn xa thì cô có đến chỗ làm anh không, hoặc là có gọi điện hỏi thăm không? Hỏi cô này thì cô ấy nhút nhát lắm, cô ấy chả dám đi đâu cả. Rồi cô ấy bao nhiêu tuổi? Cô ấy là sinh năm 89. Là bao nhiêu tuổi? Và sinh năm 89. 89 là bao nhiêu tuổi anh ạ? À? Tức là 34 ạ. Sinh năm 89 tức là ngoài 30 tuổi đúng không? 34 ạ. Dạ vâng, vâng. Cô ấy đã từng lấy chồng, bỏ chồng hay là có con gì chưa? Là nói chung ra là cũng có một đời chồng rồi. À đấy. Vâng. Có, cũng có một đời chồng rồi, chứ còn nếu vâng. mà 34 mà chưa lấy chồng thì lại ế, mà có khi lại anh không nhìn thấy, anh lại khiếm thị không nhìn thấy, lại đuôi què mẻ sứt thì sao đúng không? Vâng. Rồi. Thế bây giờ thì anh mong muốn điều gì ở chúng tôi? Bây giờ là tôi cũng muốn là cái trường hợp như thế này thì tôi chẳng hiểu là phải xử lý như thế nào đây. Thế hai người đã tỏ tình với nhau chưa? À cũng có. Thì đã làm gì nhau chưa? Rồi cô ấy, không, tôi thì không, sống thì tôi tính tôi là rất nghiêm khắc, không bao giờ tôi làm cái gì kể với cả. Thế là nghiêm khắc 46 năm nay rồi à? Hay vâng. là mới nghiêm khắc với hai cái cô này thôi? Cái cô này thì trước kia thì cái cô kia thì cũng chả có gì đâu ạ. Thì tóm lại là 46 năm nay là tôi vẫn còn origin à? Có đúng không? Vâng. Ờ, để dành đúng không? Mà cái cô kia thì chưa yêu nhau thì đã hỏi là anh có nhà có cửa không đúng không? Vâng. Cũng là bởi vì là cô ta chả nhìn thấy thì cô ấy hỏi. Cô cũng đến nhà tôi rồi, những chưa gì cô đã rồi. Cô chưa gì đã hỏi thị, về đất đai rồi thế này thế kia. Rồi cô kiếm thi. Gia đình nhà phải kiếm đất cho thế này thế kia mà cô lại không đi nói với tôi. Rồi. Lại đi nói với một người khác. Rồi. Lại nói lại tôi. Thôi tóm lại tình cũ rồi đúng không? Vâng. Cũng chỉ vì cái chuyện của cô ấy hỏi thực lòng quá, bởi cô chả nhìn thấy gì xem là có đúng có nhà có cửa không đúng không? Vâng. Đấy, thế là chia tay. Thế chứ cô thứ hai thì thấy rằng là hình như cô ta đến với mình cũng chưa thật lòng lắm đúng không? Lúc thì thân thiết gắn bó mỗi khi mình về nhà, còn lúc đi làm ăn xa thì lại cũng không hỏi han chu đáo. Thế là mà cũng chưa tin tưởng lắm đúng không? Vâng. Thôi thêm chục năm nữa cho tin tưởng thế. Khoảng U60 chẳng hạn thì mới tìm được cái nơi mà mình gắn bó là sao. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi xin chào Lạng Sơn nhé. À vâng, chào anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì mình ở với ai? Bố mẹ hay là ba anh em, mẹ ở một mình? Bây giờ em ở với mẹ em ạ. À thế hả? Tức là nếu mình có đi làm thì mình làm ở chẳng hạn như ở thành phố Lạng Sơn hoặc các huyện quanh quanh đấy, rồi đến hết ngày hết buổi mình vẫn về nhà với mẹ đúng không? Vâng ạ. Rồi đấy là một. Cái việc thứ hai là cái cô gái sinh năm 89 hiện nay bỏ chồng là cô ấy người địa phương mình hay là cô ở đâu? Cô ấy là ở huyện Chi Lăng ạ. Huyện Chi Lăng mình có gặp thường xuyên không? Có ạ. Rồi. Và cứ mỗi lần mình về nhà thì cô lại chủ động cô sang chơi. Em thì về là về quê ngoại ấy, thì là cô ấy hay đến để gặp. À, tức là không phải sang nhà mình chơi lâu lắm mình mới về nhà quê ngoại chơi, thì có cái cô hàng xóm mà bỏ chồng rồi cô sang chơi đúng không? Vâng. Thế xong rồi làm sao nữa, làm gì nữa? À, nghe nói và nhiều lúc mà rủ cô ấy đi ra ngoài thành phố chơi thì cô ấy nhạt lắm lúc về và còn trẻ không muốn đi. Rồi. Tức là mình cũng ngồi nói chuyện vui vui thế, mình về quê ngoại, cô là hàng xóm ở bên ngoại, xong mình biết là có một cái cô như thế, xong mình mới bảo là lúc nào rảnh rỗi ra thành phố chơi, cô bảo thôi em ngại lắm, thế thôi đúng không? Vâng. Có thế thôi nhưng có gì nữa không? Dạ không ạ. Thế có bao giờ bảo rằng là em có định đi bước nữa không, em nghĩ sao về chuyện em tiến tới với một người khiếm thị, không biết người như anh liệu có thể có được cuộc sống hạnh phúc không, liệu có ai thương yêu anh không, có bao giờ nói thế không? Thả thính em vẫn nói thế ạ. Ừ. Thế xong mà thính cô nói làm sao? Cô ấy nói rằng bảo đấy mới còn ngại là mẹ của anh của cô ấy. Cô còn cô ấy còn ngại là mẹ của em á là không đồng ý. Rồi thế em bảo là bây giờ không đồng ý là quyền anh, chứ do anh chứ ai cấm ngăn cản được. Rồi anh thế thì được. Nghĩa là cũng đã nói đến chuyện lấy nhau rồi đấy. Cũng, vâng. cũng là có được cái ý tứ rồi đấy. Thật ra vâng. thế này, để mình ở cái tuổi không còn quá trẻ, một cô ấy thì cũng không còn quá trinh tiết để mà gọi là cành cao.
Chứ nếu như một cô gái bỏ chồng ở cái tuổi 35, 37 mà có tiến tới một anh 46 còn trai tân ấy, thì cũng đôi lứa xứng đôi thôi. Mình cũng không được gì phải nhún nhường hay là mình mặc cảm. Và cô thì cũng không phải là cái gì cao giá lắm. Nếu tiến với nhau cũng tốt. Cái thuận lợi thứ nhất là mình có một người vợ sáng mắt để mình nương tựa. Nói thế chứ vợ chính là cây gậy cho mình, đúng không? Chứ cái mối tình trước mà hai bạn cùng khiếm thị với nhau thì mệt lắm. Nên là trường hợp thứ nhất. Cái việc thứ hai là cô ấy là một người phụ nữ đã từng có chồng, đã từng có con, tuổi 37, 40 rồi. Cái việc mà đàn ông phụ nữ gần gũi nhau ấy, mình cũng đừng có giữ gìn quá. Đấy thì mình nói rằng là mình nghiêm khắc. Cô ấy định cầm tay mình hất ra chẳng hạn, là cô ấy nghĩ là mình không biết làm gì, đúng không? Mình cũng, tất nhiên mình không có băm băm bổ bổ sấn sổ gì, mình chưa có kinh nghiệm, ngộ nhỡ mình làm lại không được thì cũng xấu hổ. Nhưng mình cũng nói rằng là đôi lúc mình cứ nói vui thôi, thật sự ra cũng khao khát chứ. Trời chỉ cho không nhìn thấy thôi, chứ mình cũng là con người, đôi lúc anh cũng cô đơn. Anh ước là có một người phụ nữ nào yêu thương mình rồi để có được đứa con, anh cũng sống như những người bình thường ấy. Mình cứ giải lòng mình thật ra đi, thì cô ấy sẽ hiểu. Mình chứng minh cho cô là mình khỏe mạnh, mình là đàn ông, mình có nhu cầu vợ chồng, và đặc biệt là mình chứng minh rằng mình có thể làm được tiền để tự nuôi sống bản thân, thậm chí mình còn nuôi được cả mẹ mình. Nếu như có cô ấy về nữa thì hai người mình không phải là gánh nặng cho cô ấy đó. Thế và cũng vẽ ra một tương lai là nếu mà lên thành phố thì nhà anh không to, nhưng mà em có thể kinh doanh buôn bán, tầng 1 em có thể mở kiosk bán cháo vịt hoặc là vịt quay Lạng Sơn, mẹ anh thì bán trà sữa bên cạnh, ví dụ như vậy. Tức là thôi, mình không còn ở cái tuổi 18 đôi mươi để mà cứ thính thả làm gì nhiều. Nói thẳng một vấn đề đi. Tóm lại thì nếu giả sử bây giờ anh muốn tiến tới với em thì em nghĩ sao? Thế nhỉ? Em sợ mẹ anh, thôi sợ hay không không biết. Hôm Chủ nhật tới lên trên anh nhá, anh đón, để cho mẹ anh nhìn thấy. Mẹ anh chưa bao giờ thấy rằng anh có một bạn gái nào đưa về nhà. Chắc gặp em mẹ anh vui lắm. Mình phải thế chứ nhá. Mình có cái gì mà mất đâu. Mình cứ giải bày hết những cái nguyện vọng của mình. Đặc biệt là không đi đường vòng, đi thẳng vào vấn đề nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi, hy vọng là tình yêu sẽ đến với bạn và hạnh phúc cũng sẽ đến với bạn nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Trị. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Quảng Trị. Em là 50 tuổi mà giờ chừng kiếm muốn lập gia đình á. Thôi. Mà cũng không có người bạn để mà dụng hồi sau này, giờ chứ thì con khỏe mạnh là hồi sau này rồi không có người mà nâng đỡ nữa. Thế à? Thế làm sao, có khuyết tật gì không? Dạ không, bình thường cũng vẫn đi làm đâu, cũng kiếm tiền đâu được mà. Thế à, tháng kiếm được bao nhiêu? Dạ em làm nông nhưng làm nhiều lắm. Ồ. Làm ruộng lúa đồ nhiều, vườn đồ đó. Rồi làm mấy hecta dạ, đúng không? Ừ. Rồi sống thì đi từ làm trước đến nay đã lấy vợ ở bao giờ chưa? Dạ chưa. Tại sao? Em nhạt gái quá, với cứ đi công trình và đi làm dỗ nít của chặt khoác bằng tôi quá rồi anh á. Đi bao nhiêu công trình mà chẳng lẽ không gặp cô gái nào à? Dạ thì gặp những cái tỉnh người nhạt ta, nhạt gái. Nhạt hay không có nhu cầu? Dạ. Nhát hay không có nhu cầu? Dạ, tôi nghĩ là chả có ông nào nhát cả. Dạ, thì đỡ em đỡ bằng tối quá bây giờ này làng em bằng ế nhiều thanh niên cứ trường cũng phụ nữ cũng có. Rồi tóm lại là bây giờ phụ nữ họ đi làm ăn xa hết rồi, ở trong làng chả còn ai cả. Thế mình ế dài ra, bây giờ 50 tuổi chưa thấy có ai gặp ưng ý đúng không? Dạ không, chứ em là muốn có một người bạn đoàn hoàng vậy thôi, được không cần cô kiếm tiền nhiều đâu, vì em kiếm có thể chủ động về tài chính mà. Từ trước nay đã yêu ai bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa yêu ai bao giờ? Dạ, cũng nhạt người khốn khéo, cũng lên cũng đi làm đâu, cũng khốn khéo như bình thường cả thôi đấy, nhưng mà Thế nhưng mà nhìn thấy cô gái đẹp, cô gái xinh thì có ham muốn gì không? Dạ thì cái này thì thanh niên thì ai hảo muộn mấy chứ, nhưng mà nhặt gái với cũng mượn miệng đó được nó. Ôi dồi ôi, nhát từ 15, 17 cho đến bây giờ 50 vẫn nhát, thì thôi dạ, ở vậy luôn tiếp cho xong. Dạ, vâng, chứ không có ai giới thiệu là Quảng Bình, Quảng Trị, là Nghệ An, Hà Tĩnh đối riêng được, về vùng miền Trung mình á, dạ. Thế mình dán cái biển ở trước nhà hay tuyển vợ?
Dạ. Dán cái biển trước nhà ấy. Ở đây có nhu cầu tuyển vợ, yêu cầu là không cần thu nhập đúng không? Bởi vì tôi thu nhập cao rồi đúng không? Người em đến nội chứ mà đem giờ chứ ở đâu mà giờ chứ tiền đánh chịu cho đó. Tôi nghe bạn kể câu chuyện thì không phải là nhát đâu, nhưng mà chắc là chưa tìm được đúng ý chung nhân của mình thôi. Không, em tìm không có, không có vì ục dục giờ bữa nay là 50 tuổi mà em đi kiếm có ấy. Họ thì trong ở trong làng trong xã thì họ đi học hành thì họ ưa nhau đâu để cho mình bây giờ trong làng trong xã là không tìm được rồi, bởi vì ở cái lứa tuổi ấy, người ta còn trông cháu cháu nội cháu ngoại người ta rồi. Bây giờ phải tìm chỗ khác nhá. Và anh Đinh Đoàn sẽ hướng dẫn bạn cách đi tìm nhá. Bởi rồi xin chào bạn trai còn Jin 50 tuổi. Anh chào em, em hâm mộ anh lắm. Thế hả? Dạ. Này anh hỏi thật sự tế nhị nhá. Dạ. Từ trước giờ em có chỉ có làm ở làng mình, ở địa phương mình, đã đi đâu xa công tác chưa? Vào Bình Dương, em, Đồng Nai, Sài Gòn không? Tuy rằng làm nóng cho em đi công trình nhiều lắm, đi từ Võ Phiền Nam thì nhiều. Thế à? Thế dạ. Trong trong cái chỗ làm của mình có bao giờ có những bạn gái người ta chủ động, người ta thích mình không? Ngay trước thì có, đừng mà trở về em nhạt quá. Thứ nhất là không ai chủ động mình đúng không? Dạ đúng. Thứ hai dạ, là đúng. Mẹ mình hay là cô gì chú bác có hối thúc không? Ví dụ như là trời ơi mày không lấy vợ đi cứ thế này rồi mày 50 tuổi không lấy vợ là hâm đấy rồi dở dạ. Đấy chẳng hạn, xong rồi người ta giới thiệu cho mình cô A, cô B, cô C có bao giờ không? Không có giới thiệu đều có hồi ngay cho có hồi trời giờ chừng để lửa luôn chẳng. Giờ chán chẳng muốn hối nữa đúng không? Dạ. Bởi vì thực ra này này, cơ bản nhất là lòng mình có muốn và có hăng hái không? Yeah. Người ta 2 năm 50 mình đã qua được một cái 50 rồi đấy. Thế yeah. Mà vẫn còn trai tân thì nó cũng khó, bởi vì những người ở ngoài đời ấy, người ta sẽ nghĩ rằng là à như thế nào mà một ông 50 mới chưa từng có vợ. Lý do mình là người trong cuộc, mình nói nhát, nhưng người đời thì người ta nghĩ rằng trời ơi cả những người khuyết tật người ta vẫn có thể có được cuộc sống gia đình, thế mà mình làm ăn được, nói được, làm vân vân mà lại không có được thì người ta sẽ nghi ngờ. Cho nên là đúng. Bây giờ mình có gần gũi với một cô gái 30, 32, người ta này mày phải xem xong cái ông này sao mà 50 ông chưa có vợ. Cho nên trường hợp của em ngày một khó khăn thật sự đấy. Cho nên em phải cần một sự can thiệp từ bên ngoài. Một là nhờ bà con cô bác nội ngoại gần xa, bà con khối phố giúp đỡ giới thiệu. Mình phải đặt lý do là à, mình đặt tiêu chuẩn là giới thiệu cho em những người phụ nữ từ 35 đến 40 ví dụ như vậy. Yeah. Vì nói thế chứ mình còn là giai tân, mình mong muốn cũng phải lấy vợ để chắc phải đẻ một đứa con đúng không? Thì đừng lấy cái bà 49, 50, bà mãn kinh rồi, bà không sinh được nữa thì cũng mệt. Thế thì không mình... chắc cái giới chưa trẻ thì không có đâu anh ạ. Thế thì mình mới bảo mình lấy cái bà 35 đến 45 nhá. Còn có thể sinh được một đứa con. Và ai người ta giới thiệu, người ta dắt cái cô đó đến nhà thì mình cứ tươi cười cởi mở một tí. Người ta không ăn thịt mình đâu. Cứ không, mang nước chè ra đãi rồi khoai luộc ra mà ăn với nhau rồi hỏi thăm là khỏe không rồi. Còn tất cả chăm sự nhà bà mối nhá. Bà ấy đẩy vào đến đâu thì mình lao đến đấy cũng được. Tuổi này rồi không có giữ gìn sự trinh tiết nữa. Cái thứ nhất là nhờ bà con cô bác họ hàng để giúp đỡ. Cái thứ hai là em có thể đăng ký tham gia một số cái chương trình kết bạn, kết mối. Ví dụ ở phía Nam nó có chương trình bạn muốn hẹn hò. Mình làm một cái hồ sơ mình gửi lên đấy. Lúc ấy kể cả mình lên sân khấu mình không có nói năng gì được, nhưng nhìn cái mặt mình sáng sủa, cái lòng mình nó chân thành, người ta cũng có thể thôi thì biết đâu lại gặp duyên gặp số, lại gặp một cái cô mà cô nói nhiều, cô đỡ đi cho mình nhá. Dạ. Chứ còn cứ ngồi đấy mà em muốn là em muốn làm, muốn nhưng không làm bất cứ một điều gì thì cực kỳ là khó khăn. Hỏi thêm một điều nữa là em ví dụ như là cho làm cái việc kia em có làm được không? Làm được, em kiếm tiền đối với không. Cái khoản này em kiếm tiền anh biết rồi. Em biết rồi. Ý anh Đinh Đoàn hỏi là cái làm cái việc kia ấy, làm cái việc nam nữ ấy, còn làm được không? Sao biết làm được, nó làm bao giờ chưa? Dạ chưa. Có bao giờ em mơ thì em ôm một người phụ nữ xong đấy cái đó của em nó ngóc đầu dậy không? Có. Mà những mà nhặt gãi kiểu thôi biết rồi, biết nhát rồi. Thế xong rồi có bao giờ mà mình bức xúc quá mà mình thèm đến mức độ mình phải tự dùng tay để mình kích thích không? Dạ có. À ừ thôi được rồi,
thế là tạm được rồi nhá. Thế là ổn. Bây giờ mục đích là kiếm một cô gái nào đó mà cô ấy là người chủ động một tí, cô ấy đưa em vào đời, thế là tốt. Thế là thành công nhá. Cố gắng mở lòng mình ra. Còn nhát là em, trong cả câu chuyện với bạn thì tôi thấy rằng là bạn phải dùng mấy chục từ nhát, nhưng mà nhát bằng mồm đấy thì thôi. Đấy, anh Đoàn đã nói rồi, một cái 50 rồi, còn cái 50 nữa, cố gắng 50 còn lại đừng nhát nữa nhá. Chào bạn nhé, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Khánh Hòa. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Khánh Hòa. Dạ, alo ạ. Chào bạn. Dạ, em là muốn hỏi về vấn đề sức khỏe sinh sản ạ. Rồi, bạn nói. Dạ, nhà em cũng trước kia em cũng có kết hôn lấy chồng, nhưng mà em lấy chồng thì khi mà lấy chồng được một tháng thì em mang thai. Em mang thai siêu âm là cưới xong rồi thì cũng siêu âm thì là con gái, cái là chồng em đòi ly dị liền. Nói chung là em cũng có một cái, nói chung là em bị sốc á. Thì em nghĩ là em sẽ không đi tiếp bước nữa. Thế nhưng mà khi mà em bỏ chồng thì được một thời gian thì có một người đến với em. Nhưng mà trong khi mà em sanh em bé thì em lỡ mà thắt ống dẫn chồng. Và bây giờ em muốn tiếp tục đi bước nữa thì bây giờ em có thể có thai được không ạ? Rồi, thế bây giờ hiện tại là bạn có chồng không? Dạ, hiện tại là em đang yêu mà cũng tính là đến hôn nhân. Thế hả? Thế hoàn cảnh của chàng trai kia thì thế nào? Chàng trai của người yêu của bạn ý? Thì anh ấy... làm xe hồ xe ôm á. Rồi, và anh ta cũng ly hôn vợ à? Alo, anh ta đã ly hôn vợ hay là anh ta chưa từng lấy vợ? Dạ, anh ấy cũng là ly hôn vợ. Rồi, thế bé gái của bạn bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé gái của em năm nay 11 tuổi ạ. 11 tuổi đồng nghĩa với việc là 11 năm nay là bạn thắt ống dẫn chứng, đúng không? Dạ. Và bây giờ là bạn mong muốn là làm thế nào để cái ống nó thông, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có cái cách nào để nối lại cái ống dẫn chứng này thì để nếu mà có xây dựng gia đình tiếp thì sẽ sinh được con, đúng không? Dạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải, không biết là với cái trường hợp mà đã thắt ống dẫn chứng tận 11 năm nay thì có nối lại hoặc là có nong nó ra được không bác sĩ? Thực ra thì nó đã, em đã thắt ống dẫn chứng rồi thì rất là tiếc là bây giờ cũng không ai người ta có tháo ra được cho em, mà kể cả có tháo ra được nữa thì mình hình dung nó như là một cái ống nước ấy, mà mình đã thắt nó lại rồi ý, nó sẽ để lại một cái sẹo và nó sẽ, cái chỗ đó nó sẽ rất là hẹp rồi. Vì vậy việc mình có thai là sẽ rất là khó khăn em ạ. Chính vì thế là chị nghĩ là trong trường hợp này của em bây giờ mà muốn có thai thì có lẽ nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì thôi thì còn nước còn tát, mình cứ, em ở Khánh Hòa ấy, em có thể đến cái bệnh viện nào mà nó có cái khoa hỗ trợ sinh sản, sau đó thì người ta sẽ kiểm tra lại cho em xem. Chứ còn hiện nay á, riêng cái việc mà đi tháo cái chỗ đã thắt ra rồi thì gần như là đã không có rồi, đã không làm được rồi. Nhưng mà chị hy vọng là hiện nay thì y học cũng rất là tiên tiến, thì không hiểu là người ta sẽ có hỗ trợ được cho em không. Nhưng mà thực sự rất là khó. Và cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải vừa chia sẻ thì bạn có thể, nếu mà xác định đi tiến tới hôn nhân với cái chàng trai mà người yêu của mình, thì bạn có thể tới bất cứ một bệnh viện sản nào đó, hoặc là có khoa hiếm muộn. Biết đâu thì họ sẽ nhặt những cái quả trứng chín, đúng không ạ? Và cho thụ tinh nhân tạo thì cái khả năng làm mẹ của bạn vẫn còn nhá. Em cảm ơn chương trình nhé. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn. Câu hỏi của bạn dạ. là gì vậy ạ? Dạ, em cho em tư vấn về cụ pha đó anh. Rồi, em, bạn nói đi. Năm, em là sinh năm 76, 48 tuổi. Rồi. Thì cho em xin hỏi cái bệnh viêm nhiễm cái sinh dục của em là 2 năm về trước em có đi tái khám. Thì nó bị huyết trắng mà nó như là nó dai dai, nó không bị hôi mà nó ngứa. Thì em có đi khám bác sĩ có nói là em bị viêm. Viêm thì cho thuốc uống mà không biết em bị viêm cái gì nhưng mà nó có hai cái mục ở trong đó. Em đi soi nội soi thì nó có hai cái mục như là cái hạt đậu của mình vậy đó, nó mềm. Thì bác sĩ nói nếu mà to thì đi đốt, còn không to thì để tại không có sao. Nhưng mà khi mà em về em đặt thuốc á, khi mà em đặt thuốc á thì được một hai ngày cái nó hết. Hết xong nó ra cái chất đó, nó ra cái đầu em ngứa. Em ngứa dữ lắm. Em ngứa mà em chịu khoảng 2 năm nay. Em đặt thì nó hết mà mấy thì mình gần mũi vợ chồng nó cũng ngứa. Thì em có đi khám qua bị khám lại thì người ta nói là em đi tiểu nhiều, đêm thì em đi 7-8 lần. Giờ bác sĩ có nói là em do bị viêm nhiễm em nên đi cái nên do đi tiểu nhiều là nên viêm nhiễm của cơ quan của mình cho nên mới đi tiểu nhiều. Rồi. Thì em xin hỏi bác sĩ tư vấn cho em. Tức là tóm lại là bạn bị viêm nhiễm phụ khoa 2 năm nay rồi. Dạ. Và cái biểu hiện lớn nhất của nó là ngứa và có dịch đúng không? Dạ, nó dai, nó như là một cái ván sữa mà nó mình uống mà còn cái cặn mà nó va, nó dai lắm á. Rồi. Nó bạn... dai mà dạ. Bạn so sánh với váng sữa từ đồ ăn nó nhảy xuống cái chỗ đồ ý. Và 2 năm nay chỉ đi khám một nơi đó thôi à? Dạ em khám cách đây gần 2 năm. Và không đi khám thì lại? Em có đi khám lại, em cũng có đặt thuốc đó anh à. Rồi, khám lại gần nhất là ở đâu vậy? Dạ ở 175. 175? Bệnh viện 175. Dạ. 175. Và cách đây bao lâu? Dạ cách đây cũng 5-6 tháng. Thế chưa đi tái khám của cái bệnh viện 175 ấy à? Dạ chưa. Ừ, lúc trước thì em, năm ngoái thì em có đi khám bệnh viện Từ Dũ. Rồi. Xong rồi em mới lấy thuốc uống. Uống xong rồi em mới qua bên 175 cho gần bên em rồi, rồi. Em đi khám thì người ta nói có là hai lần đi khám đi tiểu nhiều là do mình bị viêm nhiễm. Rồi. Có hai lần đi khám, một là Từ Dũ cũng không đi khám lại và sang 175 thì cũng không đi khám lại, đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ dạ chào chị. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 48 tuổi. 48 à? Ừ, kinh nguyệt của em dạo này thế nào? À, 2 năm trước thì em có đi khám thì em thấy kinh nguyệt em cũng vẫn đều nhưng mà bác sĩ em hơi bất quả. Thì bác sĩ có nói với em là chị vui vẻ lên. Tại vì tiền mãn kinh chị có nóng bất quả không thì em vẫn có hết. Đau nhức mình mẩy lắm đó chị. Yeah. Rồi bác sĩ nói là em tiền mãn kinh rồi thì em cứ vui vẻ lên rồi tập thể dục hàng ngày vậy đó. Thế bây giờ thì kinh nguyệt nó nào em? Sao chị? Kinh nguyệt của em dạo này thế nào? Dạ, có lúc đúng ngày, có lúc thì nó hơi trễ, có lúc thì sớm rồi cả tuần. Thế rồi à? Có khi thì nó bị 2 ngày, có khi rồi 1 ngày rồi nó ít xỉu luôn, nó không có gì. Thế đúng là mình đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Kinh nguyệt bây giờ hiện tại là nó không ổn định. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn tiền mãn kinh như thế này ấy, là do cái nội tiết nó thay đổi ấy, nó sẽ làm cho cái pH của, tức là cái môi trường âm đạo của mình, nó cũng rất dễ bị viêm nhiễm. Đấy là một trong những cái triệu chứng của tiền mãn kinh thì rất nhiều người phụ nữ hay gặp cái biểu hiện như của em nhá. Cho nên là mình cũng không có gì là phải lo lắng quá. Có điều là chị thấy em nói chuyện với anh Văn á thì cái điều trị của em nó chưa được triệt để. Nó em tái khám quá ít và nó không cái điều trị của mình nó không đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Bởi vì khi mà mình lúc đầu có thể mình chỉ là những cái viêm nhiễm thông thường rồi nó có những cái polyp hoặc là những cái viêm cái tuyến bacterin như là cái cục mà em tả đấy. Thế sau đó thì mình điều trị nó không triệt để và nó lại gây ra một cái khá là không tốt. Đấy chính là viêm đường tiết niệu. Cái triệu chứng mà đi tiểu nhiều ấy, người ta gọi là đái rắt ấy, thì đấy là triệu chứng của viêm đường tiết niệu nhá. Nó như thế là có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình. Đặc biệt là trong cái giai đoạn như hiện nay.
hoặc tiếp theo một vài năm nữa khi mà bước vào em bước hẳn vào giai đoạn mãn kinh thì trong cái giai đoạn đấy nó sẽ còn nhiều những cái vấn đề khác của sức khỏe nó sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ như thế này, em ở Sài Gòn, em ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó có rất nhiều các cái bệnh viện có thể điều trị được cho em. Thế và cái quan trọng là như một bệnh viện đã làm, tức là người ta phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình để tìm xem nguyên nhân nó là gì. Cái mà em mô tả về cái trắng trắng ý, thì nhiều khả năng đấy là nhiễm nấm. Vì khi nhiễm nấm nó hay có những cái triệu chứng như vậy. Thế và điều trị thì nó mình phải tuân thủ đúng cái hướng dẫn của bác sĩ, kể cả tái khám, kể cả phương pháp điều trị như thế nào, chứ mình không thể tự điều trị ở nhà hoặc là điều trị không đúng theo, nó chỉ đỡ đi thôi, nó đỡ chứ nó không phải là khỏi hẳn ấy. Thì khi mà mình điều trị nó đỡ như thế thì cái mầm bệnh nó nằm im, nó sẽ không gây bệnh cho em tưởng là khỏi nhưng thực ra nó không phải là khỏi. Chính vì thế mà riêng trong cái điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục là buộc phải tái khám là vì như thế nhá. Và kể cả điều trị em cũng nên điều trị ở cơ sở y tế chứ không nên tự điều trị ở nhà. Dạ em có đi khám xong rồi bác sĩ có cho thuốc em thì em uống rồi cái em hết rồi em cũng không có đi tái khám. Đúng rồi, đấy. Tức là khi mà mình, như chị đã nói rồi đấy, lúc đặc biệt là em mới chỉ có uống thuốc thôi ý. Nó còn nếu đúng ra thì nó phải phối hợp rất nhiều phương pháp, vừa đặt thuốc này, rồi thuốc uống này, thậm chí là trong những cái trường hợp mà ngứa nhiều, rát nhiều, người ta còn phải cho cả thuốc bôi nữa. Hoặc là người ta sẽ cho mình sử dụng một số các cái sản phẩm để cân bằng lại cái độ pH của môi trường âm đạo, thì nó mới giúp cho cái cơ thể của mình nó sinh ra kháng thể, rồi là nó sẽ phối hợp rất nhiều thứ thì mới có thể khỏi bệnh được nhá. Em đang ở trong cái giai đoạn rất là nhạy cảm. Theo chị thì chị không biết là ở cái bệnh viện 175 của em hoặc người ta có khoa sản không, nhưng mà mình phải đến cái bệnh viện có khoa sản nhé. Người ta sẽ kiểm tra lại cho mình thật là kỹ, sau đó thì em cố gắng bố trí thời gian để điều trị cho nó triệt để, chứ còn nếu không ấy, tình trạng này mà nó kéo dài thì nó trở thành mãn tính. Và khi đó thì khi đi khám lần này em phải kiểm tra luôn cả cái tiết niệu nhé, xét nghiệm cả nước tiểu luôn để xem mình viêm viêm đường tiết niệu nó ở đoạn nào. Nếu nó ở đoạn thấp, tức là nó ở chỉ mới ở phía của ở phía dưới thôi thì điều trị nó còn dễ, chứ còn nếu như mà nó lại lên đến bàng quang chẳng hạn, hay là nó lên đến niệu quản hoặc nó lên đến thận thì điều trị nó rất phải phức tạp. Vì thế là cái việc này là phải bố trí thời gian để đi khám luôn em nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ. Alo, thính giả gọi đến từ Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em ơi. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xây dựng gia đình được 15 năm rồi. Bây giờ chồng em ra trưởng ấy. Bây giờ chi tiêu trong gia đình cứ toàn tính toán chi ni với em ấy. Lấy nhau 10 năm, chồng ra trưởng. 15 năm. 15 năm. Thế là chồng ra trưởng cụ thể như thế nào? Nghĩa là anh bảo là mua bán gì phải thông qua anh ấy. Mua rau cũng thông qua à? Vâng, đúng rồi ạ. Thế á? Thế là chi tiêu có cần phải sổ sách chứng từ gì cụ thể không? Có ạ. Tức là một tháng, thí dụ tháng vừa rồi hết bao tiền? Em thì mấy tháng trước thì em cũng chỉ nói khoảng mà là đưa tiền để em đi chợ thì cứ sáng ra cứ đưa cho được 200, 300 để tiêu cứ trong một ngày. Rồi. Đi tháng này thì em bảo thôi em không cần tiền ở đấy, cho em đưa một cục 7-8 triệu hay là chục triệu đi. Nhưng mà anh ấy bảo là không được, chỉ đưa được 2 triệu thôi, nếu mà tạm thời ứng 2 triệu chi tiêu thì ghi ra sổ để xem xét chi tiêu có hoang không. Hay là rồi, tức là tháng vừa rồi đi mấy đám hiếu và mấy đám hỉ, có ghi sổ không? Đám hiếu đám hỉ đấy thì anh ấy chi anh nhớ riêng, còn mình đi chợ mua rau mua búa. Nghĩa là anh rồi anh ấy làm nghề gì vậy? Anh ấy làm nghề gì? Kế toán à? Anh làm nghề tự do ạ. Ông ấy kiếm được tiền không? Đợt trước thì không, đợt trước thì không kiếm, đợt này thì cũng khá một tí, nhưng mà anh ấy làm như thế là nghĩa là gây áp lực cho con, cho em ấy. Bây giờ em ở nhà em trông con này, xong là em lại làm việc may vá ở nhà. Rồi. Xong rồi nấu cơm, nấu nước, rồi các việc mình phải kiêm hết. Mình không có nguồn thu nhập nào khác không? Em không ạ. Thế à, tức là chỉ làm nội trợ, chăm con đúng không? Chồng kiếm tiền.
những cái việc to việc lớn thì chồng tự chi tiêu trong nhà rồi, đâm ra mỗi ngày chồng chỉ đưa khoảng 200 nghìn thôi để cơm nước trong buổi học đó. Còn những cái chuyện học hành của các con thì thế nào? Chuyện học hành thì vấn đề học thì mình cũng muốn cho con học khá lên, cho con học thêm một lấy một thứ, nhưng mà anh ấy ông cũng phải duyệt chi đúng không? Đâu thì học, học đến đâu thì học, không phải học thêm làm lấy làm gì. Rồi, thế là bạn có biết là một tháng anh ấy thu nhập được bao nhiêu không? Cái này nó nghề tự do thì đâm ra không không biết rõ đâu. Như đi câu ấy đúng không? Có buổi nhiều quý. Chỉ là cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Anh ấy là công việc của anh có vất vả lắm không? Anh ấy áp lực về con số. À, làm nghề gì vậy? Anh ấy ghi số đề à? Vâng, đúng rồi. Rồi, thế là cũng áp lực về doanh số. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Này, thế mình lấy chồng 15 năm, con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn năm nay cũng được 14 tuổi rồi, cháu họ đang học lớp 7. Thế rồi, con bé bao nhiêu? Con bé năm nay được 5 tuổi. À, mới 5 tuổi, thế hai đứa cách nhau xa xa nhỉ? Vâng. Nhà thì ở riêng hay ở chung với ông bà nội hay là ông bà ngoại, hay là mua được nhà làm nhà? Nhà thì hiện tại là bố mẹ chia đất cho rồi. Nhà thì vẫn ở cái nhà lụp sụp bố mẹ ngày xưa ở ấy. Nhưng mà vợ chồng chưa xây, hiện vợ chồng tại chưa xây, nhưng mà nhà... có ông bà ở đấy cùng luôn không hay là nhà không mình ạ. Mới mấy năm về trước thì ở chung cả bố mẹ chồng, mẹ chết trước rồi, bây giờ còn bố chồng mới lên nhà chị. Nhà anh lớn ở mới được có mấy tháng cho nên cái đất của ông bà là hiện nay vợ chồng mình ở biết đấy. Hỏi thế bởi vì để mình nắm được cái thực trạng kinh tế của gia đình mà. Cái đất ý, mới sang tên cho con được gần một năm nay. Thôi tóm lại là đất có rồi này, nhà thì tuy lụp sụp nhưng mà chưa sập đổ ngay, thôi gọi tạm thời về cái chuyện rồi. Ở nhưng mà anh ơi, nhưng mà cái vấn đề là đã là vợ chồng với nhau thì từ phải từ biết rồi, có đang cả nói tên tiếp. Vợ tên chồng sao lại có mỗi tên vợ tên chồng thôi, vợ tên không có. À, tức là khi sang sổ ông bà cho đất thì cho mỗi cậu con trai, tức là tên của ông xã thôi đúng không? Vâng, vâng, không không có tên của mình. Thế hả? Yên tâm, không sao đâu. Tên của ai chăng nữa mình còn là vợ chồng, mình nếu như phòng xa là cái lúc mà chẳng may có ly hôn ấy. Vâng. Thì rồi cũng của chồng là công vợ mà, người ta cũng sẽ tính đến mình. Thứ hai là nếu biết, mà cái nhà đấy biết là của chồng của công vợ rồi, nhưng mà anh ấy nói thẳng anh là đây là của bố anh cho lại, chứ không phải là thôi, không phải là lấy cho chồng mà em cho trả cần, chồng em trả cho cần nhà. Nhường lại, bố nhường lại cho con. Thôi, bố nhường lại cho con thì con lại nhường lại cho cháu. Tỏ rất nhiều cái câu từ để kiểu là kìm hãm mình chỉ là một cái dạng mình trả là cái gì cả. Rồi bây giờ cho cấp ý. Dạ, quay lại tiếp cấp, bảo rồi. Sao làm đấy tiền năm mua bán gì vẫn phải thông qua anh ý. Đúng rồi, cả. Rồi rồi tiếp tiếp nhá. Các mọi vấn đề đấy, con 4 tuổi với con 14 tuổi với con 5 tuổi rồi, mình ở nhà may quần áo đúng không, làm thợ may đúng không? Vâng. Nhận gia công hay là là gì? Cắt may quần áo, may vét này, khách có thì cắt, cả làm thêm ghi nô số đề. Mình cũng thế chứ. Cũng có thu nhập đúng không? Mình cũng có thu nhập, thế mình có phải nộp cho ông hay là mình được cầm? Không, chồng em thì cắt, em chỉ biết may thôi, em không biết đo. Đấy. Nên là ai khách đến giả thì chồng em là người nắm hết. Tóm lại mình cũng chả phải một người thợ may mà. Đo thì cũng phải là chồng, tiền thu được chồng, mình chỉ có một cái đạp thôi đúng không? Toàn chồng hết. Thế thì mình không làm cái gì để mà có thể tự... Mình chả là cái gì cả hết. Đâm ra mình có cái ức chế, bây giờ mình con mình như thế rồi, bây giờ cái kinh tế mà tính chi cả vợ như thế thì không thể nào mà dễ thở một chút nào. Nó cảm giác như mình đang một sống trong cái môi trường dưới sự kiểm soát của đúng mình rồi thế. Thật ra em cũng là một nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực dưới hình thức là bạo lực về kinh tế đấy. Quản thúc quản lý làm cho người kia phải phụ thuộc vào. Vâng, rồi, đúng rồi, khống chế và cái vấn đề quan hệ cũng thế. Quan hệ thì mới năm đến trước thì em mới về, mình chưa có kinh nghiệm gì. Thì anh cũng nói, anh bảo là thế nọ thế kia đấy.
cảm giác vợ chồng nó cứ có một cái gì khoảng cách này. Nó không có yêu thương, mình cảm thấy nó nhạt nhẽo. Đúng rồi, nó chỉ có cảm giác như kiểu làm theo nghĩa vụ ấy. Một tôi là một người chồng, tôi sẽ làm theo bổn hết bổn phận của một người chồng. Tiền vấn đề tâm lý để chiều vợ hay là làm như thế nào để gia đình vợ chồng nó. Thế cái ngày ông ấy tán mình, ông ấy có tử tế không hay là cứ mắt nhắm mắt mở lấy thôi? Nó cũng tử tế nhưng mà nó chưa bao giờ đánh em, nhưng mà cái vấn đề chắc có hai vấn đề thế này này. Mình đừng trông cậy, mình đừng mong một ai đó đối xử tử tế tốt với mình nếu như mình không đấy, có khẳng định bản thân. Nên rất nhiều lần em đã tha thứ, em bảo là thôi bây giờ em đã chốt với anh như thế rồi, thôi thì bây giờ anh phải kiểm điểm lại, anh phải xem xét lại rồi hai vợ chồng cùng xây dựng tổ ấm. Bây giờ thôi, anh thôi. Cứ đùn đẩy cho em hết, xong rồi gây áp lực cho em, rồi cái gì cũng phải thông qua anh. Anh chỉ được một hai hôm thôi, rồi. Ví dụ như sáng nay thế, tối qua em không ngủ được, thế là em mất ngủ, sáng nay em yếu, em không dậy được. Em bảo thôi anh đợi xuống anh đi chợ, anh mua thức ăn cho bố đi. Thì anh bảo anh không dậy, em cố mà dậy thì anh không dậy, anh không đi. Đấy. Thế này này, hiện nay dù mình ở nhà, mình có tham gia may quần áo, mình có phải nuôi bố anh ấy, mình có phải lau nhà, mình có phải chăm hai con anh, nấu cơm cho anh ăn, thì trong con mắt anh vẫn là người không làm ra tiền. Và không làm ra tiền là một cô nội trợ, mà nội trợ thì cho gì biết đấy, biết gì mà đòi hỏi, đúng không? Bây giờ em muốn thay đổi được thái độ mà thì phải thay đổi được cái vị thế của mình. Đừng tìm cách thay đổi ai, hãy thay đổi chính mình trước. Khi mình thay đổi rồi người ta thấy ồ kinh nhở, con này giờ tháng mười mấy triệu đấy, xong đã thế lại còn xe máy xịn, đã thế lại còn mặc váy, đã thế sáng đi làm còn tô son, so với cái ông ghi lô đề ở nhà là mình hơn đứt. Ông ấy sẽ phải kiêng nể mình, không phải ngồi đấy chìa tay lấy 200.000 của ông đi chợ để rồi về phải cắm đầu vào sổ đi rau muống 1.000, mắm tép 1.500, đúng không? Hãy thay đổi chính mình, hãy vượt lên. Mình không què cụt, mình có sức khỏe, hai con cũng lớn rồi chứ không phải bây giờ bụng mang dạ chửa gì. Đôi khi cái thói quen của mình ở nhà nó ngại để tiếp xúc. Bây giờ muốn để cho ai kính trọng mình ý, hãy bứt phá lên nhá. Có tiền, có sức khỏe, có thứ bảy chủ nhật lại có thêm có mấy anh bạn đến nhà chơi nữa sẽ khác hẳn ngay mà. Nhá. Rồi, hy vọng bạn sẽ thay đổi, và từ sự thay đổi của chính bản thân mình thì mới hy vọng chồng mình tôn trọng mình và cuộc sống sẽ thay đổi hơn. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Phú Thọ. Dạ, tôi đây ạ. Dạ vâng, tôi chào chị. Vâng, tôi cảm ơn chương trình đã có lòng hỏi nhớ đến tôi. Dạ vâng. Tôi có một câu hỏi về gia đình, tức là chúng tôi năm nay cùng tuổi đã là 65 rồi. Chồng tôi đi ra ngoài quan hệ có ngoại tình là 4 năm. Nhưng 2 năm trước thì có gặp một cô gái thì hơn 30 tuổi, ngang tuổi con gái như cô ấy ở nhà quê. Thế 2 năm sau vừa rồi là ông ấy lại đi quan hệ bồ bịch với một cô gái mại dâm ở nhà nghỉ, tại nhà nghỉ. Thế nhưng mà trong thời gian đấy thì tôi không biết, cho nên là vợ chồng tôi vẫn cứ quan hệ. Thế gần một năm nay thì là tôi phát hiện ra là ông ấy qua lại với một cô gái mại dâm, tức là bây giờ vẫn đang quan hệ. Vâng. Vâng. Thế mà thì tôi muốn hỏi là mà ông ấy đi thì, tức là 4 năm nay rồi, ông ấy đi được đồng nào, ông làm được đồng nào, ông chơi hết, kể cả xe máy ông ấy cũng cắm hết rồi. Vâng. Thế mà sự việc gia đình thì ông không quan tâm gì đến cả, vợ con ốm đau ông mặc kệ. Vâng. Mà ông bây giờ là ngày nào ông cũng đi. Thế à? Thì ngày nào đi, ông đi làm được đồng nào cũng đi hết, thậm chí em còn cờ bạc rồi lô đề nữa đấy. Thế là anh chị là năm nay 65 tuổi đúng không ạ? Vâng. Thế là còn quan hệ được với nhau không ạ? Chúng tôi vẫn quan hệ, nhưng mà gần một năm nay là tôi phát hiện ông ấy bồ bịch với cô gái mại dâm, cho nên tôi sợ bệnh nên tôi không dám gần cũng như ông ấy nữa. Rồi đấy. Thế và bây giờ là thì ở tuổi 65 của anh ấy thì anh ấy làm được bao nhiêu tiền, toàn đi cung phụng người ngoài thôi đúng không? Vợ con thì không lo lắng. Kinh tế ông ấy không nói năng gì cả. Quan rồi, con gái thì ông ấy làm nghề gì nhiều tiền lắm à? Ông làm ông ít tiền thôi, nhưng bây giờ đến mức độ mà ông không có ông ít tiền thì ông lại đi làm xe ôm cho cái cô gái kia. Tức là cô là gái mại dâm cho nên xong ở đâu làm xe ôm trừ tiền đúng không? Ông ấy. Làm xe ôm chở đi khách thì xong là trừ bằng cái chuyện quan hệ đúng không? Vâng, đấy là coi là, nhưng mà bây giờ vẫn bồ bịch vẫn ông, tức là
ông ấy đang làm thợ cho người ta, nhưng mà có cô kia gọi là ông ấy bảo luôn ông đi. Kể cả đang ăn cơm. Rồi, thế là anh chị chắc là đông con nhiều cháu rồi đúng không ạ? Chúng tôi thì 4 năm sau, 4 đứa con, 4 đứa cháu, cháu tôi 17, 16, 17 rồi. À thế à? Thế con cháu tôi... nó có biết ông thế không? Nó biết nhưng mà nói mãi đâu không được chỗ cháu ạ. À thế à, rồi. Nói không được, bây giờ ông cùn rồi, ông bảo là, ông chỉ một cái là ông bảo là bây giờ ông già, trước khi ông còn trẻ ông không biết. Bây giờ ông già rồi thì ông ấy thì hưởng thụ. À, ông già rồi ông hưởng thụ đúng không? Chả biết hưởng thụ được vài ba năm nữa không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào anh. Anh chị ơi, thế thì chị sống ở nông thôn hay ở thành phố? Tôi ở nông thôn. Vâng. Trước đây chị có làm gì, hiện nay có lương hưu hay không, hay mình vẫn phải đi làm để mới có thu nhập? Chúng tôi phải đi làm mới có thu nhập. Thế hả? Bây giờ ví dụ bản thân chị là đi làm gì? Tôi thì làm nuôi ở nhà chăn nuôi trâu, nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, với các cháu nó thiếu thốn thì các cháu nó cung cấp thêm. À vâng. Thế còn các con thì lấy vợ lấy chồng cũng gần gần ra ngoài. Các con thì lấy chồng cũng gần gần ở đấy hả? Lấy vợ lấy chồng gần ở quanh nhà chị. Lấy chồng xa nó đi làm hết nhưng mà nó vẫn cung cấp cho tôi, bởi vì bố nó như thế cho nên nó vẫn thương mẹ, nó vẫn cung cấp cho mẹ. Đấy, thôi mình cũng may mắn mình còn có được những đứa con nó rất là cũng trưởng thành rồi, nó cũng hiểu biết. Nó cũng biết hoàn cảnh của mẹ. Đến cái tuổi này bây giờ có làm ầm ĩ nên họp gia đình hay là dọa nạt ông ấy thì cũng khó. Một người đàn ông đến cái tuổi bắt đầu lẩm cẩm rồi. Nghĩ đúng là người ta vẫn nói vui là trẻ nết na già hư hỏng. Trong trường hợp của anh ấy đúng quá cơ. Anh ấy nói rằng là hồi trẻ anh chưa biết gì, chứ không biết mùi đời. Bây giờ 65, 70 đi làm để anh ấy hưởng thụ. Mà hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cái cô gái mại dâm. Đấy. Ôi, gái mẹ dâm cô ở cách nhà tôi có 3 cây, ở nhà nghỉ cách nhà tôi có 3 cây thôi. Cho nên là hầu như ngày nào ông cũng đi. Vâng. Chị ơi, thế bây giờ là hai anh chị thì vẫn ăn cùng mâm ngủ cùng giường, có điều là không sinh hoạt thế đúng không? Chúng tôi thì đấy, từ ngày tôi biết là ông ấy quan hệ với gái mẹ dâm thì tôi không ở cùng, cũng chỉ có ăn cùng ở cùng nhà. Nên là rất khó chịu ông anh ạ. Rồi. Là ông về ông còn mắng chửi ông bảo tôi là không phải vợ ông thế nọ thế kia, ông bảo ông không cần nhờ các con, không chẳng nhờ. Chị ơi, thế hiện nay có cháu nào ở cùng với này anh chị không, hay mỗi hai anh chị ở với nhau? Tôi có hai vợ chồng với lại một đứa cháu, nó ở đấy nó cho nó vui. Bởi vì các cháu nó bảo ông ấy như thế, ông cứ đi suốt ngày đêm thì ở có một đứa cháu ở nhà mấy bà cho vui. Vâng. Nhà mình có rộng không, có phòng nọ phòng kia gì không? Nhà tôi thì nhà ba gian thôi, nhưng mà cũng có phòng riêng, chúng tôi ở ngủ riêng mà. Tôi nói thật thế này này, đúng là cũng nghĩ cũng bực và cũng hận thật. Vì suốt cả cuộc đời gắn bó với nhau, nghĩ rằng cuối đời thì yêu thương nhau, bù đắp cho nhau nốt những năm tháng cuối cùng này. Nhưng mà không ngờ ông như thế thì mình cũng buồn. Nhưng ban nãy tôi nói rồi, trong hoàn cảnh của chị bây giờ cũng không ai giáo dục được anh ấy, cũng không ai uốn nắn gì được. Có làm tung lên đưa ra pháp luật thì cũng thôi, cũng ảnh hưởng đến các con, các cháu. Các cháu nó không muốn cho tôi làm to ông anh ạ. Rồi. Nên nó bảo lần này cứ coi như ông không có sự sống trên đời này nữa đi. Nhưng mà ở cùng nhà nên cũng khó chịu lắm. Mà ông về ông cứ cáu kỉnh, ông cứ khó khăn, ông chửi, ông bảo tôi là ông phải làm cho tôi chết dần chết mòn. Thôi chị ơi, chẳng biết ai chết dần chết mòn. Bây giờ ông đã mong mình chết sớm thì mình phải sống để mình sống thọ, sống khỏe. Để ông ấy thấy rằng là không có ông tôi không chết. Mình vui niềm vui với các con các cháu, chịu khó đi ruộng đi nương trồng cây rau cây cỏ để mình có thêm thu nhập, có rau sạch để mình ăn cho nó khỏe mạnh, cũng không cần thiết phải ăn chung nữa. Bây giờ thật ra thì độc lập đi, đã không còn nghĩa còn tình gì đi. Bây giờ cứ suốt ngày đi làm được bao nhiêu tiền đi bao cho người ở ngoài, xong rồi về nhà ăn cơm với vợ mà là còn bạc bẽo bạc miệng, không nói được một lời tử tế, thì tôi nghĩ rằng cũng không cần. Hãy buông ông ra, đúng là như các cháu nó nói là thôi coi như ông ấy không còn tồn tại. Ăn đâu thì ăn, uống đâu thì ăn, về muộn thì mì tôm mì tiếc, đấy là việc của ông ấy. Đi chở mấy cô mại dâm rồi nay rồi sức khỏe nó cũng sẽ tàn phai. Rồi sẽ có một lúc nào đó anh ấy sẽ nhận ra rằng là nếu anh ấy có nằm xuống, có ốm đau, có bệnh tật thì người xung quanh anh ấy cũng chỉ là chị với các cháu thôi. Thì may ra rồi, nếu trời cho anh ấy thoát nạn cái bữa đó, anh ấy phải nhận ra giá trị của vợ con. Còn bây giờ còn khỏe, còn đi làm được đồng nào cứ nhét vào cái chỗ đó thì rồi thấy nó không cần ai nữa. Nhưng mà cuộc đời nó không mãi mãi thế được đâu. Nó đến nhanh lắm ấy,
tuổi già sồng sộc năm nay 65 rồi nhá. Ông không sợ quả báo. Ừ. Thôi, mình không phải nói quả ai không quả nữa, mình cũng chả mong cho ông ấy quả. Ông ấy sống, ông ấy lo thân ông ấy. Chứ bây giờ ông có nằm bẹp ở đấy hay ông có đột quỵ thì mình cũng phải hầu ấy mà. Thế cho nên là chỉ có điều để cho mình cảm thấy mình đỡ uất ức, đỡ thấy bực bội là mình phải hầu hạ một cái người mà vô nghĩa vô tình. Rồi, chào chị, cảm ơn chuyên gia Tân Ngọc Linh Đoàn. Tôi cảm ơn chương trình đã cho tôi lời khuyên.